Bởi vì tớ nói thật các cậu biết là nói câu đấy chứng tỏ chưa va chạm, chưa đi làm hoặc là ít kinh nghiệm. Thế tự dưng thì phải tiền từ chỗ A đến chỗ B à? Đúng không? Nó phải qua thẻ, thẻ thì lại phải qua các nhà mạng đúng không? Viettel, Vina, Mobi, ok. Cái rate khi nó làm nó là auto là 10-2%, có nơi cao 3%, ok. Thế thì các cái nhà mạng đấy nó chỉ cung cấp dịch vụ thôi, còn có một thằng nó phải xây dựng hệ thống để thống kê các bạn, ok. Cái thằng đấy nó làm free à, cái thằng đấy nó đéo cần sống à, nó đéo cần thở, ok. Mình rất là vui khi có những người đã làm cái dịch vụ cho stream, mình thật sự cảm ơn họ luôn. Thấy không? Cái thằng đấy với lại cả cái Vina, Mobi, Viettel tự dưng nó có đường để đi làm à, nó có mà fucking tất cả mọi thứ xung quanh à, nó phải có rất là nhiều thứ đấy, người ta gọi là luật pháp, và luật pháp thì nó liên quan đến thuế, người ta phải đóng thuế. Ok, đóng thuế cá nhân, thu nhập cá nhân, mình chả có vấn đề gì complain về việc đấy cả, tính mình dễ lắm, mình không bao giờ. Đó, mình rất là cảm ơn, mình không quan trọng việc là mình chỉ cần con số nó hợp lý là được. Còn tất nhiên nếu như mà ví dụ như mình không được đồng nào thì mình cũng không thể làm được, mình không thể sống được. Thôi chết cha rồi, đéo, à không, không sao, mình lấy cái này cũng được để đảo lem. Không lấy cái, để đảo lem được, lấy cái tele để đảo lem được. Cái kia mình cũng hay ít khai, đảo lem hỗ trợ được mấy lem kia cũng được. Hơi phế một tí, mải ngồi chém gió quên mất. Đây là sự thật, các bạn mình xạo lìn, đéo nói nữa, tôi buồn. Đéo nói nữa, tôi buồn, đây là sự thật, tôi, ai đã từng làm việc với tôi rồi thì biết tôi ngay cái gì đâu. Dỗi còn mẹ à, đéo nói chuyện. Welcome to Summoner's Rift. Oh yeah. Cảm ơn Linh Rep. Chưa đi ngủ em. Đấy, thấy không? Đấy, có gái cho tiền thích không? Cho tiền rất là thích. Mỗi tội là đéo thể đến được với nhau thì chấp nhận cuộc sống mình nhiều cái đó. Ấy quá ơi của tao để tao ăn cái này. Máu gái là cái chuyện bình thường. Phải máu gái thì mới đi tìm người yêu, chứ không máu gái thì tìm người yêu làm cái gì, đúng không? Chuyện máu gái là, đây là trong máu của mình nó là như thế rồi. Minions have spawned. Mình buồn đái thế, mình đáng lắm đi đái thật. Đợi tí mình đi đái cái đã. Mốt bảo là cho không thì chúng nó đá mép, ôi chuyện quá bình thường. Đá mép bọn này tuổi gì đá mép mình.
không giết được. Bắt farm nốt con này nó lên cao. Đéo rồi, về bot rồi. Đá map thì đá map chứ, có vấn đề gì đâu. Ô đi vào đánh nhau với bot kia rồi. Dám đánh carry của tao á, mày đánh carry của tao á. Mày hả con. Ôi mà phải nó bị điên rồi. Cái gì đấy? Mình rất là thích cái con này nhá, nó kiểu nó cute, nó kiểu nó cứ chạy vòng. Đúng kiểu đấy. Tinh. Mặc dù level 4 nhưng mà đeo đánh nhau bằng cho nó mày lấy mắc để vừa máu này. Cute ra mấy con. Thằng nào anh cái. Z này. Ulti của con này không mạnh, nó chỉ bắn xa rồi, thật ra nó cả kêu mặt cười. Sáu không. Địt con mẹ mày con chó. Farm nhiều con cặc gì không biết. Ganh đi. Con đấy lắm ba. Sáu không cứ bình tĩnh thôi, 6-0 cái gì đó. Rồi tao đi ăn cái nha, tao đi ăn mấy cái nhỏ nhỏ tí nha. Oh yeah. Hai chấm đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đi mà mày ganh như thế này thì làm sao mà được.
tôi chưa hình dung ra được cảm giác như thế nào. Sao lại ra như thế nhỉ? Sao mà lại ra như thế nhỉ? Rồi về để đi về. Bỏ mít luôn kìa. Còn có 11 điểm. Ê, thế mà còn 11 điểm vậy thì mình sẽ bị xuống khỏi rank 4 thành rank 3 hay sao? What? 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 Timo ơi là Timo. Cái gì mà 8-0 con mẹ rồi. Rồi đã ăn này đã. Gì mà 8-0 vãi luôn này. How to win this man. Để di chuyển qua tường, rút ngắn khoảng cách tạo đường cho rừng nó ghen. Tạm được. Quá định cứu à, rờ luôn mình. Không rờ quá định chứ. Oh yeah. Được một mặt đến lại level 5. Ví dụ em còn không điểm ở rank bạc 4, anh thua liên tiếp thêm tầm 3 ván nữa là anh sẽ bị rớt xuống bạc 5, cỡ 7 tới 80 điểm. À, ok mẹ. Ok mẹ. Anh ví dụ anh còn không điểm. À ok ok vậy em phải luôn 2 3 game nữa. Ok. Đi mà bây giờ vào trong team mình phải mua té hết còn vậy ai là xong đánh. Ôi đi mẹ tao lỡ tay. Lỡ tay. Ôi đi 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 đi. Ôi đi con. Lộn đi. Đuổi mình kìa, bye. Bye mình team mình có cái gì ra chả có cái gì, ông này còn không ulti nữa.
Chả ai có ulti mà mỗi mình đánh thế. Đứa nào soi mép là cờ hó. Soi soi có gì đâu. Khó thế nó mới thích. Anh thích. Anh biết có người soi mép luôn. Anh biết à, thi thoảng anh biết ai luôn. Cũng có người còn inbox anh luôn. Nhưng mà điều đấy không quan trọng. Điều đấy không quan trọng đâu. Anh lại mong muốn là họ xoay mép, anh mong muốn là họ sẽ như thế luôn. Chả làm gì được. Miss mất một cái skill stun rồi. Miss mất một cái skill stun này buồn quá. Delay có cần chưa tới 7 giây. Đúng rồi, anh không để delay không? Delay là chỉ có delay auto của server, anh không để delay. Anh thích thế nhưng mà anh biết có người soi mà, không sao em. Đánh thế nó mới đã ai em. Oh yeah. Mình chỉ muốn lên TV và cho Pew biết là mình đẹp trai thôi. Hai chấm đóng hoặc đơn mặt cười. Tao chết rồi. Chết không? Ôi đồng đội vẫn chết, ai giết đấy?
turret has been destroyed. Quả ulti thế là bóp à? Mấy ulti thế để nó không ấy, để kiểu giống như là nó không. Ulti trễ quá quả. Quái ulti sớm hơn này để. Nhưng mà ulti sớm hơn thì lại sợ bóp. Chả biết được, nói chung là những tình huống. Với tập đoàn ve chai về. Ok man. Việt Nam chưa mặt cười. Ôi đi mà quên bắt đầu đánh nhau. Yeah.
vãi cả lò luôn. Đấy anh mặt cười. Thank you.
ok bạn, ok ok. Oh yeah. Skin ông già Noel mới kêu nhé mặt cười, cả đàn cánh cụt đi theo. Mình thức giờ này mà bạn. Cố gắng à. Em buồn chút xíu. Oh yeah. Chúc mừng anh có một trận thua nữa. Không điểm à. Chắc xuống đầu 3 quá à. Bạc 3 quá, vẫn bạc 4 mà không điểm à. Không, thật ra quả đấy mà